Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người khắc phục cái lỗi 00041 và 00043 nha. Của Epson đó, 00041, 00043 là lỗi cái bộ hút mực này nè. Chúng ta tháo cái bộ hút mực này ra nha. Đây là lỗi, mã lỗi 00041, 00043 mấy cái con cầm biến này nè. Rồi, thấy con cầm biến không? Với lại nó chạy lâu ngày nó bị bẩn nha, mọi người lưu ý nha. Sau khi chúng ta tháo ra thì mọi người coi để ý nè. Đây là cái da để motor nha. Đây. Chúng ta đi vệ sinh nó đi nha, rửa sơ cái bộ bơm đi. Vô cái chân đụng mấy cái mặt này nha, nếu cái mặt này chúng ta phải phơi khô đi. Đây là lỗi 00041 và 00043. Rồi sau khi ấy thì chúng ta quay cái bánh này nè. Mặt này chúng ta không thấy nữa nè, mình tháo ra cho mọi người thấy này nè, tháo ra này, cái mặt này nó che lại mực nó khỏi rớt vào đó, nên mình tháo ra cho mọi người coi thôi, chúng ta quay này nè. Mọi người muốn kiểm tra cái bộ bơm của nó chạy ổn không thì mọi người quay này nè. Này thấy không, thấy cái lường không, cái lường của nó mở, nhưng mà cái lường của nó chạy và nó đó vậy là được nha mọi người. Với lại cái mặt này nó hay bị cái lỗi cảm biến á, cái lỗi này là thứ hai rớt mực văng mực kia này, chúng ta vệ sinh lại nha, chúng ta tháo rồi chúng ta vệ sinh lại. Mọi người lưu ý nha, chúng ta tháo rồi chúng ta vệ sinh nó lại nha. Đấy. Ta được kiểm tra để ý coi này nó có dính mực không. Ta để ý vậy thôi. Cái lỗi này là cái mã lỗi, tại vì mỗi mã nó có con cảm biến riêng nha. Đây là con cảm biến nè. Lỗi là 00041 và 00043 nha. Rồi chúng ta tháo ra nha, chúng ta tháo bộ bơm này nè. Bộ bơm nó cũng dễ tháo thôi. Chúng ta tháo ra rồi chúng ta vệ sinh lại nha, rồi chúng ta gắn lại là nó sẽ chạy nha. Bộ bơm của nó nằm như này nè, mình chỉ cho mọi người tháo nè. Chúng ta tháo cái máy ra đúng không? Rồi mình chỉ nha. Đây nó